Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu thì đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe channel của chúng mình nhé. Xin chào. Có thể nói, bên cạnh những fan hâm mộ chân chính thì trong làng túc cầu không thể thiếu những kẻ quá khích mượn danh cổ động viên để làm xấu xí, hoen ố hình ảnh người yêu bóng đá. Từ trước đến nay, ở các giải đấu lớn nhỏ trên khắp thế giới đều chứng kiến những cuộc ẩu đả, bạo loạn hay hỗn chiến, thậm chí là tẩn luôn cầu thủ từ các cổ động viên quá khích. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi xem lại những tình huống đáng xấu hổ ấy. Sau khi bóng làm tung lưới thủ thành Diego Alves trong trận đấu với Valencia 2016, các cầu thủ Barca chạy ra gần góc sân ăn mừng trước mắt các cổ động viên của bầy dơi. Dường như thấy chướng mắt, một cổ động viên quá khích đã ném một chai nước vào giữa đám đông các cầu thủ của đội khách đang ăn mừng và người xui xẻo bị trúng chai đó lại là tiền đạo người Brazil Neymar. Ngay lập tức, Neymar nằm vật ra sân đau đớn. Còn Messi và các đồng đội của anh giận dữ đáp trả những tiếng la ó trên khán đài. Sự việc xảy ra ở phút 75 khi Dimitri Payet tiến đến cột cờ góc để thực hiện quả đá phạt. Các cổ động viên quá khích của Nice đã ném chai nước trúng lưng Payet. Tiền vệ người Pháp nhặt chai nước và ném thẳng vào khu vực cổ động viên đang đứng. Một số khán giả của Nice sau đó đã chửi bới ngôi sao của Marseille. Hai cầu thủ khác của Marseille là Guendouzi và Alvaro lao tới giải cứu đồng đội, đồng thời lăng mạ cổ động viên Nice, khiến đám đông trên khán đài mất bình tĩnh và tràn xuống sân và lao vào tấn công cầu thủ. Lực lượng an ninh ở sân Ribery không thể cản được hơn 30 cổ động viên cùng lao xuống đồng loạt. Tình hình chỉ được ổn định sau đó vài phút khi các cổ động viên quá khích bị khống chế. Trọng tài nhanh chóng thổi còi và yêu cầu các cầu thủ trở về phòng thay đồ để giữ an toàn. Vụ việc xảy ra sau trận Paris Saint-Germain thua Rennes ở chung kết Cúp Quốc gia Pháp 2019. Khi cùng các đồng đội bước lên bục nhận huy chương bạc ở sân Stade de France, Neymar bị một cổ động viên có lời lẽ xúc phạm. Ngôi sao của PSG đáp trả bằng cách vươn tay gạt chiếc điện thoại người này đang dùng để quay phim, rồi sau đó đấm vào mặt anh ta. Trên băng ghế dự bị, Neymar đã cãi vã với một cổ động viên trẻ quá khích của Man City bởi fan trẻ tuổi mặc chiếc áo có dòng tên Zaza Touré phía sau lưng này liên tục la ó chế giễu bằng tiếng Bồ Đào Nha và ra ký hiệu ám chỉ. Neymar ăn vạ trong trận đấu hôm đó. Mọi việc tưởng chấm dứt khi trận đấu hết giờ, nhưng Neymar không đi vào đường hầm mà thay vào đó tiếp tục đấu khẩu và đòi tẩn cổ động viên này với hành động vẫy tay thách thức. Các nhân viên an ninh ở sân Etihad đã phải ngăn Neymar lại và yêu cầu dừng ngay những hành động quá khích. Trong một trận đối đầu với Marseille hồi năm 2017, mỗi khi Neymar có bóng, các khán đài liên tục la ó, thậm chí ném đồ xuống sân để phản đối anh. Ở một tình huống đá phạt góc, cơn mưa vật thể từ khán đài hướng về phía chân sút người Brazil. Để bảo vệ cho anh, các cảnh sát và an ninh phải đứng vây quanh để đảm bảo sự an toàn. Khi tất cả các cầu thủ đang tập trung cho tình huống đá phạt thì từ đâu xuất hiện một cổ động viên quá khích trên tay cầm theo một cây gậy và xông thẳng vào các cầu thủ. Sau một lúc làm trò điên rồ trên sân thì hắn ta đã bị nhân viên bảo vệ và cảnh sát bắt giữ. Rất may là chưa cầu thủ nào bị người này tấn công. Một trong những vụ hành hung kinh hoàng nhất giữa cầu thủ và cổ động viên đã xảy ra trên sân cỏ Hà Lan năm 2011. Thủ môn của AZ Alkmaar Esteban Álvarez do tức điên người khi một người hâm mộ say xỉn chạy vào sân tấn công anh. Sau cú tránh đòn kết hợp song phi khiến fan cuồng ngã lăn ra sân, Alvaro còn bồi thêm hai cú đá trời giáng vào cổ động viên này. Rất may, nhân viên an ninh tại sân đã có mặt và ngăn Alvaro giết chết cổ động viên. Thủ thành côn đồ này đã bị đuổi khỏi sân ngay lập tức, nhưng anh vẫn được xem là có hành vi tự vệ chính đáng. Trong khi đó, cổ động viên trên đã nhận án tù 6 tháng và cấm vào sân trong 30 năm. Tại giải bóng đá Israel, một cổ động viên của HaPoel đã tức giận chạy xuống sân tấn công tiền vệ Eran Zahavi sau khi anh ghi bàn Maccabi. Đáp lại những đòn tấn công của cổ động viên quá khích ấy, Zahavi đã tự vệ bằng cách đánh trả lại. Tuy nhiên, mọi việc chưa chấm dứt ở đó. Sau khi cổ động viên quá khích được áp giải ra khỏi sân, trọng tài Roy Ran Schreiber đã quyết định rút thẻ đỏ đối với Zahavi. Các người hâm mộ bóng đá đã không còn xa lạ gì với cú cung phu trứ danh của King Cantona vào một cổ động viên Crystal Palace hồi năm 1995. Huyền thoại MU đã nhảy vào đám đông để hạ gục Simons, cổ động viên buông lời xúc phạm ông. Và đến nay, hình ảnh Cantona xông phi vào cổ động viên vẫn là hình ảnh biểu tượng của Premier League. Trận đấu giữa Petrolun Ploiesti và Steel Bucharest đang diễn ra thì một fan nhảy từ khán đài xuống sân và chạy tới đánh trộm Riot Glamat. Bị đánh mạnh từ phía sau, hậu vệ của Steel nằm lăn ra sân ôm đầu đau đớn. Lập tức một nhóm các ngôi sao Steel lao tới trả thù cho đồng đội, quyết ăn thua đủ với kẻ lạ mặt trên. Chỉ có điều là các cầu thủ đội khách đã quá khích, liên tục tung ra những cú đấm đá đạp không thương tiếc khiến trận đấu trở nên hỗn loạn. Sau một sự cố va chạm giữa hai đội trong trận giao hữu hồi tháng 8 năm 2015, hàng chục cổ động viên của CSKA Sofia của Bulgaria đã lao xuống sân đuổi đánh các cầu thủ của Ashdod Israel. Nguồn cơn bắt đầu từ tình huống một cầu thủ đội khách có pha vào bóng khá nguy hiểm với chân sút của CSKA Sofia. Pha vào bóng khiến cho anh nhận chiếc thẻ đỏ từ trọng tài chính. Và với sự hung hãn của các cổ động viên đội chủ nhà, các cầu thủ Ashdod đã phải dùng hết tốc lực của mình để chạy theo những hướng khác nhau. Sau khi chứng kiến đội chủ nhà thất thủ với tỷ số 0-4 trước Der Graafschap, các cổ động viên của GA Eagles đã nhảy xuống sân tấn cầu thủ đội khách. Nhân viên an ninh cùng các cầu thủ dự bị đã lao vào can thiệp, nhưng vẫn có những cầu thủ đội khách khác bị ăn đòn. Tuy nhiên, các cầu thủ cũng không phải dạng vừa khi chống trả quyết liệt. Thậm chí sau khi cầu thủ Der Graafschap di chuyển vào đường hầm, thì ở ngoài sân, những nhân viên an ninh lại trở thành nạn nhân của các cổ động viên quá khích. Vừa rồi là những tình huống không đẹp xảy ra trên sân bóng từ các cổ động viên quá khích. Bạn suy nghĩ như thế nào về những hình ảnh này? Chia sẻ ngay ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.